Quang Hà bị ném đá tơi bời vì bênh vực Hồng Vân. Vụ việc nghệ sĩ quảng cáo hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc đang khiến dư luận tranh cãi không ngớt trong thời gian gần đây. Là một trong những người bị netizen réo tên, ngày 3 tháng 6, nghệ sĩ Hồng Vân đã cúi đầu công khai xin lỗi vì sự thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín của sản phẩm khi tham gia quảng cáo và chậm trễ trong quá trình xác minh thông tin với đối tác nhãn hàng. Bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng và nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có Quang Hà. Tuy nhiên, quan điểm mà anh đưa ra lại khiến netizen không đồng tình khi đi ngược lại với số đông. Đối với người này là tốt, đối với người khác là chưa đủ. Thuốc hay thực phẩm, chức năng hay sản phẩm gì đi chăng nữa thì cũng tùy hợp với cơ địa của từng người. Mãi yêu chị Hồng Vân, cố lên chị yêu, Quang Hà viết. Bình luận của ca sĩ Quang Hà nhanh chóng gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bức xúc cho rằng thuốc và thực phẩm chức năng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, vì bênh vực đàn chị mà nam ca sĩ đã vô tình quay lưng với sức khỏe của người hâm mộ. Là đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Hồng Vân, việc Quang Hà có động thái bênh vực đàn chị trước làn sóng phản đối dữ dội của dư luận không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhắn nhủ nam ca sĩ nên tiết chế, suy nghĩ thật kỹ và không nên bày tỏ quan điểm trước những vấn đề nhạy cảm để tránh rước họa vào thân. Hành động bênh vực này của Quang Hà chỉ khiến công chúng quay lưng nghệ sĩ Hồng Vân mà thôi. Một số tài khoản đã mạnh tay ném đá Quang Hà. Cá mè một lứa bê nhau, biết bao nhiêu con người bị lừa. Thuốc giả đó hiểu chưa, không có cái cơ địa nào hợp thuốc giả, chỉ có mất tiền thôi. Bó tay với anh luôn, làm ca sĩ thì nên biết mình cần lên tiếng lúc nào, không biết thì dựa cột mà nghe. Sai rành rành ra đó, anh tự lôi mình vào chuyện này, tiếc cho anh. Hiện tại, bài đăng của nghệ sĩ Hồng Vân đã tắt tính năng bình luận để tránh sự công kích từ dân mạng, còn phía ca sĩ Quang Hà vẫn chưa có động thái gì mới. Từ đầu năm đến nay, showbiz chưa một ngày nào bình yên, hàng loạt các màn đấu tố, khẩu chiến từ chuyện quảng cáo tiền ảo, PR nhãn hàng lố, khán giả có nuôi nghệ sĩ hay ồn ào chuyện từ thiện gây nhiều tranh cãi và cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cách đây không lâu, hình ảnh cựu cầu thủ Công Vinh xuất hiện trong nhiều video quảng cáo cho một ứng dụng được cho là để xem bóng đá trực tuyến, đã khiến cộng đồng hoang mang, đặt nhiều nghi vấn về việc Công Vinh đang quảng cáo cho một ứng dụng cá độ bóng đá. Trong video, Công Vinh nhảy múa thả tim mặc áo có in tên của trang cá cược này với những thông tin như an toàn nhất, lớn mạnh nhất, tuyệt vời nhất, khiến người hâm mộ không khỏi cảm thấy bối rối. Khi bấm vào các link đăng ký kèm theo sẽ dẫn về trang web có thông tin, nhà cái uy tín và lớn nhất châu Á. Sau khi tải và truy cập ứng dụng, người dùng sẽ được yêu cầu nhập số điện thoại để mở tài khoản. Dù được giới thiệu là ứng dụng xem TV trực tuyến, nhưng khi truy cập, người dùng không thể xem bất cứ chương trình nào. Thay vào đó, họ sẽ được dẫn đến một sàn cá cược với nhiều trò từ bầu cua đến cá độ đá bóng. Hình ảnh của cựu cầu thủ được sử dụng triệt để từ ảnh bìa trang web, video quảng cáo bên trong ứng dụng. Nhiều người nhìn vào sẽ biết đây là một trang web, ứng dụng chuyên cá cược bóng đá, chứ không hề có chức năng trình chiếu như chúng ta lầm tưởng. Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng khi thấy thần tượng của mình tiếp tay cho việc làm sai trái này. Không để người hâm mộ phải chờ lâu, tối ngày 2 tháng 6, Công Vinh đã chính thức lên tiếng. Cựu cầu thủ xứ Nghệ cho biết bản thân chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho bất cứ ứng dụng cá độ bóng đá nào. Tuy nhiên, anh lại bị nhiều ứng dụng cố ý sử dụng hình ảnh một cách trái phép để PR. Dù đã đính chính và tuyên bố nhờ luật sư vào cuộc, tuy nhiên hình ảnh của Công Vinh đã ít nhiều bị ảnh hưởng trong mắt người hâm mộ.